thiếu dinh dưỡng, điều kiện thời tiết bất lợi, sâu bệnh hại tấn công là những nỗi lo mà bà con thường gặp phải trong giai đoạn vào gạo. Theo các chuyên gia nông nghiệp cho biết, giai đoạn vào gạo là thời điểm quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng của lúa. Thấu hiểu được những trăn trở của bà con nông dân trên khắp cả nước, công ty Vinco với nhiều chuyên gia và cán bộ kỹ thuật cấp cao đã tìm tòi và nghiên cứu nhằm mang đến cho bà con nông dân bộ giải pháp giúp giai đoạn vào gạo một cách vô đối, đạt năng suất cao. Để giai đoạn vào gạo đạt năng suất tối đa, Vinco kính mời quý bà con cùng xem đoạn phóng sự sau. Tôi là Lê Văn Dùm, khóm 4 thị trấn Mỹ An, Tháp 10, Đồng Tháp. Có mảnh ruộng 6 ha tại ấp 1 xã Lắng Biển, chuyên về sản xuất giống mà đang xài cái sản phẩm của Vinco Việt Nông. Thì cách đây trên dưới là 10 vụ đó là tôi xài những sản phẩm khác. Thì từ ngày xài sản phẩm của Vinco Việt Nông, tôi nói sự tâm đắc của tôi nó rất vượt trội hơn những cái vụ khác mà tôi đang xài những sản phẩm khác. Mà những giải pháp vô gạo thì tôi xài thì nó có nhiều đợt. Như nói như trà lúa 71 ngày á, là như thế tôi xài ba cái thằng Forica 30-20 dưới Jeromit. Thì khi là trà lúa đợt này nó là 88 ngày rồi thì ngày mơi là 89 ngày thu hoạch. Đó thì như vậy trà lúa là cái bông nó là no tròn và cái nhánh vé nó vẫn xanh. Thứ hai nữa ba cái lá đài đó mà bây giờ nó cũng vẫn còn đó, nó cái màu giống như màu gà đó, nó còn cái gốc gà nó xanh, cái bông nó là vàng tươi, nó không bị làm nó nhót hạt lúa. Và lúc nào thì mình thu hoạch thì giữa cái vụ hè này á thì lúc nào nó phải vượt trội hơn cái vụ đông xuân là cũng phải hecta trên tấn. Thì tôi biết là Vinco này là cơ duyên là của thằng em tôi ở Đồng Tháp, nó có là 180 công, nó giới thiệu tôi là làm cái này, tôi mới an tâm, tôi mới xài luôn chứ đúng ra không dám xài. Thì bây giờ là tôi xài, tôi thấy thuốc này là tôi thấy tôi mê rồi. Thôi đây sau là tôi phải xài thuốc này thôi chứ không còn xài thuốc nào nữa. Thì vô coi như là cái cử cuối này á thì là tôi xài là thuốc Cagibit, lúa bông nó là sáng chắc tới cậy, thì là coi như là cái lúa nó giữ được ba cái lá độc chặt tới cậy nó. Thì tôi thấy Vinco này thì nó vẫn tốt như vậy đó, mình quá mê rồi, quá mê thuốc này rồi. Xài thuốc Vinco này nó trên là một cái hecta lên là 600 kg. Cái công ty Vinco này là chi phí rất rẻ thấp mà chất lượng cao. Sau đây là chia sẻ của cán bộ kỹ thuật Vinco về bộ giải pháp thân tay giúp giai đoạn vào gạo đạt năng suất tối đa. Xin kính chào quý bà con. Hiện tại tập đoàn SAS của Tây Ban Nha cùng với các cán bộ kỹ thuật của công ty Vinco đang có mặt tại ruộng lúa của chú Tám Dùm tại tỉnh Đồng Tháp. Thì sau khi thăm ruộng thì chúng tôi có phỏng vấn với chú Tám Dùm là trong cái vụ hè thu năm nay thì chú Tám sử dụng cái sản phẩm là Forica 30-20, sử dụng ở giai đoạn là lúa ngậm sữa. Thì sau khi thăm đồng thì chúng tôi quan sát được là thứ nhất là cái bộ lá đồng thì nó có giữ được cái màu xanh rất là tốt. Và thứ hai nữa là khi chúng tôi kiểm tra cái bông lúa, cái hạt chất nó rất là nhiều. Thứ ba nữa là cái nhánh vé của cái bông lúa nó vẫn còn giữ cái màu xanh. Khi chúng tôi kiểm tra giữa cái hạt mà ở chót của cái nhánh vé và cái hạt ở cậy đó, thì tất cả các hạt nó đều chắc hết. Và cái độ chín nó đồng đều như nhau. Chúng tôi thấy được thứ nhất là cái quá trình trổ thoát một cách rất là đồng loạt. Sản phẩm Forica 30-20 của tập đoàn SAS của Tây Ban Nha thì nó có hai cái hoạt chất. Hoạt chất thứ nhất, cái nguyên tố kali. Thì khi chúng ta phun vào cái giai đoạn là lúa ngậm sữa đó, thì cái nguyên tố kali này nó có tác động lên các cái enzyme ở trên lá của cây lúa, hỗ trợ cái quá trình quang hợp, vận chuyển cái đường bột từ quá trình quang hợp đến cái phần thịt của cái hạt gạo để nó hình thành cái hạt gạo bên trong cái vỏ chấu. Cái quá trình này diễn ra thuận lợi thì chúng ta thấy là cái hạt lúa nó rất là chắc và cái gạo bên trong hạt lúa nó sẽ là rất là nhiều và chúng ta cầm cái bông lúa lên thì nó rất là nặng hạt. Trong cái sản phẩm Forica 30-20 nó có thêm một cái thành phần là ion phosphate. Thì khi chúng tôi quan sát thì khi tác động cái ion phosphate vào cái giai đoạn là lúa ngậm sữa thì cái quá trình lão hóa của cây lúa nó diễn ra chậm hơn. Và bên cạnh đó cái ion phosphate này cũng là một cái chất kích kháng, nó hỗ trợ cái quá trình bảo vệ cái lá lúa cũng như bảo vệ cái hạt lúa chống lại mầm bệnh. Kính thưa quý bà con, như quý bà con cũng biết, một quy trình cây lúa trải qua rất là nhiều giai đoạn cực trọng. Hiện nay thì bà con đánh giá cao cái giai đoạn vào gạo. Sản phẩm đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến bà con giải pháp vào gạo vô đối năng suất tối đa, đó là Forop 30-20. Đây là một sản phẩm nhập khẩu từ Tây Ban Nha với công nghệ Foodfish lân 2 chiều. Sản phẩm này
khi phun vào giai đoạn vào gạo vô đối, thứ nhất là bổ sung dinh dưỡng cho cái lúa giai đoạn cuối. Cái thứ hai là kích kháng, kích rễ, giúp cho cái lúa lấy được dinh dưỡng giai đoạn cuối. Cái thứ ba đó là ức chế auxin, làm chậm quá trình lão hóa cái lúa. Cho nên là những cái lá đồng lúa chúng ta thấy trên ruộng hiện nay còn rất là xanh. Ba yếu tố này giúp cho quá trình vào gạo được tối đa. Sản phẩm thứ hai tôi muốn nói đến đó là sản phẩm Zero Mix. Đây là sản phẩm của nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Nga với công nghệ keo bạc ổn định. Sản phẩm này kết hợp với lại Phosphorus 3020 phun vào giai đoạn vào gạo thì sẽ quản lý được nấm, khuẩn, bổ sung dinh dưỡng cho cái lúa giai đoạn cuối. Cho nên là giúp cho cái lúa chúng ta thấy đến ngày mai thu hoạch, nhưng mà hiện nay cái lúa còn rất là sạch bệnh, rất là xanh lá đồng và rất là sạch bệnh. Đây cũng là một yếu tố để giúp cho quang hợp đến giai đoạn cuối cùng cho cái vào gạo vô đối.